trùng và lại ông. Ghế của ông là Nguyễn Thị Hà, 49 tuổi, thành tâm sở nguyện, nhất ý sở cầu. Cùng nhà thủ nha là Trần Công Dũng, 51 tuổi, đâu bàn về chồng. Và lại cô. Không ấy là cái bàn đâu bàn. Dạ, Dũng đúng không? Dũng làm đi. Dạ, dạ. Dạ, thủ nha là Trần Công Dũng, Đoàn Thị Bá, và lại của ông. Lại ông. Ông về ông chứng tâm chứng già cho tất cả thanh đồng đệ tử bá họ, trăm họ. Ngày hôm nay người có mặt hay là không có mặt, người có lòng gỡ phương xa, lại ông chứng tâm chứng già cho cuộc lễ ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Dạ lại ông. Dạ năm mươi đi là Phật lại ông. Xin ông ngày hôm nay cũng ít sợ cầu tâm sở nguyện và lại ông. Ghế của ông cũng thành tâm cũng tiến cùng toàn thể thanh đồng đệ tử bá do gia trăm họ, và ngày hôm nay cũng đón vía yến tiệc ông chiến thượng ngàn yến tiệc vía cửu trùng. Dạ lại ông, ông cũng chứng tâm chứng già cho đệ tử tự đà ông dương hay như Phật lại ông. Thank you.